mình chuẩn bị nấu canh cá viên rau cải rồi nè các bạn ơi, cải tím rồi nè. Chân này thì mình có thơm rồi, bây giờ mình bỏ chút xíu bột nêm vô. Cái viên này các bạn, cái viên này thì mình mua cá đông lạnh á, ở mình không có cá viên tươi, cái viên đông lạnh. Này mày giống như nó canh chua vậy á, nhưng mà mình thì mình không có bỏ bột mi, mình cà bỏ thơm. Mình bỏ luôn cà tím này. Đây là tôm nè, tôm khai với thịt, với thịt hộp các bạn. Cái này mình đi làm về ông chồng ông kho sẵn cái chảo tôm với thịt, với thịt hộp rồi, rất là ngon. Ông kho xong món này à, giận không? Bây giờ mình chỉ nấu một miếng canh nữa. Bữa nay nhà mình ăn hai món nha các bạn. Tôm, canh. Bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm thôi.